Ngày bà bán được nhiều giờ vé số không? Bà bán có khi được 100, có khi 70. 170. Bà bán từ lúc mấy giờ đến giờ? Bà bán hồi 5 giờ sáng tới giờ. Bán từ 5 giờ sáng giờ, đi từ 5 giờ sáng luôn hả? Đi hồi 5 giờ sáng. Đi chiếc xe lắc cái cột, cái đèn pin lên, cái lắc từ từ. Mình thấy có bà cụ đang bán vé số các bạn, cho nên là mình gọi bà tới để mình hỏi thăm thử. Em tắt nhạc giùm anh nhé, 10 phút thôi. Bà ngồi đây này bà. Chân bà bị sao vậy? Nó bị mất một giò hả? Ừ, mất một giò. À. Đi về về. Bà ngồi đây đi. Nhà bà ở đâu bà? Bà ở dưới Mỹ Hương á. Mỹ Hương hả? À? Mỹ Hương là bà đi lên đây bà bán vé số. Bà đi chiếc xe lắc. À đi xe lắc hả? À. À. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi? Bà hôm nay 71 rồi con. 71 hả? Ừ. Bà tên gì bà? Nguyễn Thị Hồng Hoa. Nguyễn Thị Hồng Hoa. Nguyễn Thị Hồng Hoa. Nguyễn Thị Hồng Hoa. Bà đi bán vé số lâu chưa? Bán lâu lắm rồi, bị giật hoài, con mới giật ngày bữa. Bữa hôm hết 100 vé giật ở khúc này. Giật ở khúc này luôn hả? Ừ. Đi cái nó lại, nó mua cái nó lấy luôn một lốc. À, nó lấy nguyên một lốc của bà, một lốc vé số. 100 tờ. Là thường xuyên bị hả bà? Hay bị lắm hả? Hay bị nó giật lắm. Cũng bị mấy lần rồi. Vậy là cái thời gian gần đây nhất là bị yếu lúc nào? Bữa nay thứ sáu, hôm thứ năm. Là mới bị hôm thứ năm đây. À, bị thứ năm tuần rồi. Mới vậy là mới đây đều luôn hả? Mới đây. Thứ năm tuần rồi, 100 tờ. Bố bà có con cái gì không bà? Có con mà nó tư riêng hết rồi. Tư riêng hết hả? Thế bà đi bán vé số được lâu chưa? Bán lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi hả? Ừ. Là mấy năm rồi bà? Bán 3, 4 năm rồi con. 3, 5, 4 năm rồi. 4 năm rồi? Ừ. Thế ông còn không ạ? Có mình bà. Có mình bà sống một mình hả? Ừ, sống thì bà, sống mình mà tối thì về ngủ với con, nó chờ cho ngủ mình, chờ bệnh hoạn cho ông nghe. Vậy là bà, cái chân bà bị lâu chưa? Lâu lắm rồi. Là bị từ hồi nào bà? Bị hồi năm 95 tới giờ. À, năm 95 là bị làm sao mà bị bệnh? Bị cũng như ở bà đó, bà ở Bình Long á. Cái bà cũng đi bán vé số rồi nè. Thì bà cũng đi gần tới rồi nè. Cái ở trên đồi đó nước mưa trôi cái bộ cát xuống cái lòi bộ xương người lên trước nhà người ta. Bà mới mướn người ta đâm để đào cái xương nên chôn chỗ khác. Mà bà đi gần tới rồi mà nó nổ văng. Đào cái bộ xương đó lên cái ở dưới nó nổ. À, có nghĩa là ngày xưa lúc đấy là có bộ xương. Ừ, có bộ xương mà chắc nó gài ở đâu chứ. Có bộ xương nhưng mà nó bỏ bom ở dưới. Ừ. Bom hả? Ừ. Người ta đào người ta chắn sao chúng nó nổ. Nó nổ là bà đứng cách xa mà văng vào xa, chân. Bà cũng gần xa lắm rồi mới bị nó phang miệng thôi chứ gần đó còn người ta chết biết nhiêu con. Chết nhiều người không? Người ta chết chứ bị thương không là 30 mấy người đó. À. Hồi năm 95 nó rồi nhà báo đồ có vô rồi kêu nó kêu điện mấy ông đó điện nói là kêu bắt Mỹ nó bồi thường nhưng Mỹ nó trả lời nó nói là không biết đó của ai mà nó bồi thường cho nên nó không bồi thường. Vậy là giống như nó bỏ bom ở dưới cái bên dưới cái xác người đúng không? Ừ, xong bắt đầu là nó người ta đào lên để mang đi chôn thì đào đúng cái quả bom đó rồi nó nổ. Cái người đào đó không còn. Vậy là hôm đấy bà đi đâu mà bà bị? Bà đi chợ về ngang cái đường lộ cũng nhỏ vậy, cái đường nhỏ vậy nè. À. Có là đi mình đi chợ ngang qua xong bắt đầu là mình đi gần tới chứ chưa tới. Gần tới mà nó mà văng cái miệng vô là cắt cái giò. Ừ. Ngày bà bán được nhiều giờ vé số không? Bà bán có khi được 100, có khi 70. 170. Bà bán từ lúc mấy giờ đến giờ? Bà bán hồi 5 giờ sáng tới giờ. Bán từ 5 giờ sáng giờ, đi từ 5 giờ sáng luôn hả? Đi hồi 5 giờ sáng. Đi chiếc xe lắc cái cột, cái đèn pin lên, cái lắc từ từ. Thế có đủ sống không ạ? Bà cũng ăn tiện tặng nha.
nó cũng được. Dạ. Bà mấy đứa con? Bà có hai đứa mà thằng trai nó theo bên vợ nó ở Bình Long An Lộc á. Còn nhỏ con gái thì nó ở đây mà nó có hai đứa con rồi chồng nó chết. À. Mình làm cũng bận, nó chặt không đủ ăn cho nên. À, vậy là cũng đi làm để nuôi con đúng không? Cũng làm nuôi con. Bà đi làm tự bà sống. Dạ. Cái dư định thì cho cháu, còn không có thì thôi. Vậy là cũng phải làm để giống kiểu cũng phụ để nuôi cháu đúng không? Dạ. Con thì con gái thì nó làm không đủ ăn. Dạ, nó làm không đủ ăn. Nhà bà ruộng vườn nhiều không mà? Không có ruộng nương gì hết. Không ruộng nương gì hết. Bà gốc ở đây luôn à? Gốc ở đây luôn. Từ hồi ông bà cha mẹ giờ ở đây luôn. Dạ, ở đây luôn. Xui ha, tự nhiên đi mà bị trúng nó đạp. Dạ. Cũng mìn. Mìn nó nổ văng. Đi ngang qua là cái miệng nó băng vô. Nói xui thì không bảo là nó cũng bị cụt cái giò cũng đỏ hơn là người ta mất. Nhưng mà nó chưa có gãy lìa, chỉ là nó gãy thôi nhưng nó dập hết. Dập. Rồi cái dưỡng không được, dưỡng không được cái người ta mới cưa. Cũng đỏ hơn là mất mạng đúng không? Ừ. Đi bán với số mà bị bọn nó dập vậy thì làm sao vốn liếng ở đâu mà bán vậy? Giống đâu có con. Bà phải góp cho người ta, đại lý không góp thì nó không cho để số bán nữa. Góp là góp làm sao bà? Cũng như là 1 triệu bạc đó góp nó ngày 50 ngàn. À, ngày về là 50 ngàn là còn đâu lời nữa. Ừ, thì bán thì mình ăn với tiền góp cho nó là vừa đủ thôi. Vừa đủ lắm. Bà góp được mấy ngày rồi? Nhà mới góp được hơn tuần. Góp được hơn tuần hả? Ừ. Cứ tuần là... À, một ngày là trả phải trả cho người ta là 50 ngàn. Qua hình như con mua vé số con trúng được một tờ này. À, bà có đổi số trúng không? Con trúng được một tờ này. Tờ nhiêu con? Có 200 ngàn à, Cần Thơ. À, số 02. À. Bà kiểm tra xem đúng không? À, đúng được. Bây giờ có nhiều người họ đi làm cái số giả đó. Giả nhiều lắm cho nên lạ và không có đổi. Dạ. Là bà bán từ hôm qua giờ là còn nhiêu đây đấy hả? Bà bán ngày hôm qua đó, chiều hôm là qua. Là còn nhiêu đây hả? Thế con trai nó đi làm nó có thu cấp gì cho bà không? Không, nó vợ con. Lo bà con không đủ nên là không có tiền lo cho mình đúng không? Ừ, cho con nó còn không đủ nên đâu rồi. Ủa ông là mất là từ xưa luôn hả bà? Từ xưa luôn. Năm 95 tới giờ. Là còn 42 tờ. Ừ. Là bà bán còn nhiêu đây nữa là bà về đấy hả? Dạ, còn nhiêu bà về. Ông ngày xưa mất là do lý do sao mất bà? Bệnh. Bệnh? Thì bị bệnh gì? Bị tai biến. Thì bị tai biến xong là mất. Ông bà là sinh được là 2 người con. Nhưng mà con thì nó nghèo đúng không? Cái anh lớn nó bao nhiêu tuổi, anh nhỏ bao nhiêu tuổi? Tự chủ đó. Xíu là 85 hả? 50 mấy gì đó. À, 50 mấy? Ừ. 52 hay gì đó. Dạ. Còn... cũng lớn rồi mà, con cái lớn hết con rồi mà. Con cái lớn có cháu ngoại đồ hết rồi. Dạ. Còn nhỏ con gái thì nó tuổi thình, 45 tuổi. 45. Chồng nó chết để lại hai đứa con. Dạ. Thì đi làm, cũng đi làm thuê, làm mướn mà lo cho con học. Thằng lớn học được năm 10, lớp 11 rồi. Còn nhỏ thì nó mới học lớp 7. Yeah. Thằng lớn chưa nghĩ nó ngoại ơi, cho con học tới lớp 12 đi. Con hãy nghỉ. Chỉ là muốn học xong lớp 12 mới nghỉ. Yeah. Nhưng mà học lớp 11 là mẹ nó cho nghỉ hả? Chưa, mẹ nó cho nghỉ mà nó không nghỉ. Rồi không có cho nghỉ, bây giờ cũng gắng học, gắng cho con nó học, nó nói gì thì nghiệp. Nói vậy cho nên ráng cho nó học thêm năm nữa. Học, là nhà bà ở khúc nào nhỉ? Mỹ Hương. Bà ở cổng chào đi qua khỏi cây chăn, gần gần cái chăn Anh Vũ á.
cổng chào, cổng chào chỗ này á hả? Cổng chào. Xong là đi qua cây xăng. Qua cây xăng ở trên này. Yeah. Qua thêm cây xăng nữa mới trút tới với cây xăng ở dưới. Yeah. À, hồi đó thì bà cắt cái chồi rồi mưa gió sụp rồi này kia rồi cái vợ bà mới về nhà nhỏ con gái đó ở thì nói nào nói chung nói thiệt tình cho con biết ở với nó thì ở nhưng là cơm gạo của bà thì bà lo. Có nghĩa là cơm gạo của bà ăn còn có con gái ăn. Con gái ăn. Chứ tiền ai thì nó xài. Sao không hai mẹ con không ăn chung cho nó khỏe? Ừ. Ăn thôi có lòng lắm con. Yeah. Như con gái mình thì cũng còn rể nó biết điều thì đỡ còn nó không biết điều. Rể mất rồi mà. Hả? Rể mất rồi mà. Rể nhưng mà nó mới chấp nối lại. À lại người mới chấp nối lại. Có nghĩa là lại mới lấy người nữa đúng không? Mới lấy người nữa cho nên người nó vui thì thôi mà buồn về mặt lớn mặt nhỏ cho nên bà không có thích. Mình ăn riêng, ở chung nhà ăn riêng. Ở chung mà ăn riêng. Ngày trước là bà ở cái lều đúng không? Ngày trước ở cái lều. Bây yeah. giờ trời mưa gió sụp nữa. Bà bỏ cái lều đó, bà đi lên Bình Dương á, bà ở mướn nhà trọ cho ảnh tới 2 năm mấy. Ừ. Cái hôm đó bà bệnh á, nó mới lên nó rước về. À. Về cái nó không cho đi nữa, nó đi cho ảnh đi làm bệnh lên rước, nó xa chung người ta không có thời gian. Dạ. Thì bà mới gán ở dưới này vậy. Thế bà hồi trẻ bà còn làm gì bà? Hồi trẻ thì bà cũng làm ruộng, làm đồ à. Đi làm mướn. Rồi tới chừng nằm nhà cái bị bệnh rồi này kia với bị tai nạn cái bán hết. À. Thì giờ về mình tá túc với con nhưng mà mình làm mình ăn. Cứ khi sáng về là bà đi bán tới trưa cái bà vô trong này bà ăn cơm. Ăn giữa cơm 15 ngàn. Rồi về tới chiều cái 1-2 giờ bà đi nữa, đi tới 6 bây giờ tối mới về. Thì ăn ở ngoài này rồi. Là cứ đi gặp đâu ăn đó. Gặp đâu thì ăn đó. Cõi mắt không phiền phức ai con ơi. Dạ. Không liên quan gì đến ai đúng không? Ừ, không liên quan gì tới ai hết. Mình tự làm tự sống. Mình tự mình làm mình chấm. Bà dò thử xem nó có đúng là nó trúng không? Đúng. Tờ đấy là 200 ha. Ừ. Đúng không? Ừ. 200 chỗ này của bà là còn được bao nhiêu tờ với số bà đếm đi. Đưa con đếm giùm bà đi. Nó con lấy con đếm là 42 tờ đó. Ừ thì 42. 42 tờ là con đổi tờ vé số là 20 tờ. Là còn 22 tờ thì con mua dùm cho bà ha. Rồi, để bà đi về ha. Bà về. Để cho bà về sớm mà nghỉ ha. Bà về sớm mà nghỉ gì cũng quải gì. Cúng cái gì bà? À, cúng mùng 5 nè. À nay mùng 5 à? À bên nay mùng 5 mà con không biết, con đang đi làm lang thang ngoài đường. À, vậy là con mua cho bà 22 tờ. À. Còn 20 tờ kia là con đổi cái tờ vé số kia ha. Chiếc xăng xe lăn đó đó, bà ở trên Bình Dương á. Từ thiện ở trên Bình Dương cho bà đó à. Chứ còn ở dưới địa phương này xin không được, xin hoài không được con ơi. À chứ là chân bị què vậy mà đi bán số thì nó hơi cực đúng không bà? Ừ. Thì mình bán mình xuống được xe thì người ta bán hết mẹ rồi thẳng mình từ từ mình bán vậy thôi. Dạ. Cái này là hôm nay là con mua dùm cái số cho bà thôi ha. Ừ, bà cảm ơn con. Rồi là nếu mà có dịp hôm nào là nếu mà rảnh rảnh thì con thử tới nhà bà, con thăm nhà bà xem tình hình như thế nào. Đây con trả bà lại 22 tờ vé số. Bà cảm ơn con nhiều. Là con mua hết cho bà luôn ha. Ừ, bà cảm ơn con nhiều. Coi như con mua vé số ủng hộ bà. Ừ, ủng hộ giùm bà. Dạ, bà còn nếu mà con tới nhà con xem hoàn cảnh bà như thế nào, nếu được thì con ghé rồi con giúp sau. Ừ. Dạ. Bà cảm ơn con nha. Dạ dạ. Con bà từ thiện từ tâm ở trên thành phố ở trên Bình Dương á. Dạ. Bên đoàn từ thiện từ tâm á. Dạ. Bà có số điện thoại không? Điện thoại hư rồi. Mình tới đấy mình hỏi là nhà là người ta biết à. Bà hỏi nhà Nguyễn Thị Hồng Hoa ở đâu? Nguyễn Thị Hồng Hoa, bà Nguyễn Thị Hồng Hoa bán vé số. Ừ bà hiểu Nguyễn. Là có nghĩa là qua cái cổng chào đây xong là tới một cây xăng nữa. Ừ. Xong hỏi thăm bà Nguyễn Thị Hồng Hoa. Ừ. Một giò bán vé số đúng không? Ừ. Là người ta biết đúng không? Ừ. Dạ. Bà có ở với nhà nhỏ cha bà tính xin tiền á, xin chắc cắt anh sao nó cho được khúc anh sao đó. Dạ. Thì chắc cũng khoảng chừng nghĩ là bà tính bà bán cơm gom bà mua gạch rồi xây anh sao đó, một mình anh bà ở anh sao. Dạ. Cho mình ăn tự do của mình. À. Không có gì phải nhìn theo sắc mặt người ta. À, có nghĩa là giờ bà muốn là ước sao mà có được một cái khoảnh ở đằng sau. Ừ, là cho rồi nhưng mà làm sao có tiền để chưa mình có tiền xây.
làm thêm một cái ô đằng sau nó mới ở riêng một mình. Ăn uống cho nó thoải mái, ở cho nó thoải mái. Mình ở thì... Chứ giờ nhiều khi ăn uống là phải nhìn sắc mặt của con cái rồi nó kia cũng khổ đúng không? Cho nên bà muốn gì đó mà đáng chưa có bị dịch. Nhà con gái bà là con nhà tường hay nhà... Nói nhà tường, chồng nó hồi đó nó còn sống các cái nhà cũng gà cũng dài lắm. Dạ. Rồi chồng nó chết rồi để gì lại có cái nhà chứ không có gì hết. Dạ. Cứ đi bán số mà cứ bị giật hoài vậy thì làm sao đủ tiền mà làm? Đâu có đủ tiền làm. Mót mót được chừng chút đỉnh cái nó giật mắt mẹ rồi phải góp cho người ta. Bây giờ phải góp nó mỗi... Góp sao đủ 1 triệu bạc nó trả nó thì thôi. Mới... Mới thứ năm tuần rồi. Mới thứ năm tuần rồi là bị nó giật mất 100 tờ. 100 tờ. Là nó hỏi sao mà nó giật à? Bà nói cho con nghe. Đang quẹo vô đi tính đi vô trong này ăn cơm nè. Dạ. Cái bà lại tới châu góc này nè. Cái hai thằng mà chạy hai chiếc xe. Nó kêu bà ơi đưa con chiếc số con mua. Bà mới hỏi con mua số gì bà lấy cho nó. Nó không mà đưa đây con lấy con lựa. Thì thằng bên đây cái thằng này nó lấy hai tờ. Còn thằng này rút một cọc cái nó chạy tuốt. À, là giúp thằng này rút thằng kia chộp chạy. Thì nó hai thằng nó. Bà có la làng không? La gì hết biết gì rồi. Lúc đấy ngọng lưỡi luôn rồi. Ngay chỗ góc này nè. Nó bị hoảng quá đúng không? Hoảng quá cho nên là sợ quá, không có la được. Bị tai biến á, giờ mới hết bị tai biến nhẹ nó hết. Bị tai biến nhẹ. Lâu lâu cái nó bị lần, lâu cái nó bị lần. Dạ. Thôi để nếu mà con tới con thăm nhà bà, nếu mà con xem có hoàn cảnh của bà như thế nào, nếu mà được thì con giúp cho ha. Tại con phải tới nhà đó, con xem cái nhà cửa hay là hoàn cảnh bà như thế nào. Con giúp cho bà được cái chòi ăn sao được con mình. Dạ. Tại nay con gặp bà ở đây thì con biết cái khúc chỗ bà nói rồi. Thì để nếu mà con đi ngang qua đó thì con chạy vào con thăm bà. Có cái đường hẻm. Nhưng mà con đi vô chắc là con cái bà không nói gì vậy? Không có nói gì, nó đi làm suốt ngày ở nhà có hai đứa chứ ngoài. Con lên coi cái đường kìa, con chạy ra đường Mỹ Hương nè. Dạ. Là con nhìn bên tay phải trái nè. Có cái nhà dài mà anh trước có cây mít mà trái nhiều thiệt nhiều đó, rồi có cái đường hẻm đi vô. Rồi để hỏi bà. Hồi đó thì bà ước cắt cái anh sao đó đó, nó cho bạn khúc đó. Giờ nó kêu bà kiếm tiền đi, thì bà kiếm tiền. Bà già rồi là kiếm tiền sao, giờ kiếm sao đủ kiếm tiền đâu để nó nói cỡ mười mấy triệu hả? Nhưng mà bà đi làm bà để dạy được tí nào chưa? Vô cái làm bị giật hoài sao bán cái khi được 100, cái khi 70-80 rồi được rồi. Bây giờ có nghĩa là giờ bà ở chung cùng trong cái nhà đó với con cái luôn. Ở chung cùng trong đó rồi. Để con nếu mà con đi ngang qua đó con ghé và thăm bà xem thì thế nào ha. Rồi nếu có được thì con hỗ trợ bà sau ha. Nhìn chiếc xe là bà đậu chiếc xe đó. Dạ rồi con nhớ rồi. Cảm ơn bà đi ha. Bà về là cảm ơn con nhiều. Dạ để hôm nào mình ghé thăm bà, nếu được thì mình hỗ trợ bà sau các bạn, tại giờ chưa biết nhà cửa như thế nào. Rồi, mình cũng dừng và kết thúc video đây nha các bạn. Chỉ có mua ủng hộ vé số của bà thôi. Mà tiền vé số này là mình mua hoàn toàn bằng tiền của mình nha các bạn.